Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái video đi ra ngoài mua Rubik của mình. Mình sẽ đi đợt này mình sẽ đi siêu thị Sahara đó, nhà sách Sahara. Đó. Tại cái đợt trước đó, mình tính vô cái nhà sách đó nhưng mà bị đóng cửa, giờ mình phải qua bên một cái siêu thị có mắt khác mình mua cho các bạn. Đâm ra cái siêu thị bên có mắt bên kia nó đâu có nhiều Rubik đâu, còn bên trong nhà sách Sahara đó nó có rất là nhiều Rubik luôn, mà không biết đợt này nó có về những cái mẫu mới không. Thì bây hôm nay mình sẽ đi vô, mình tranh thủ mình đi sớm á, nó không có đóng cửa đó. Rồi mình sẽ ghé vô đó mình mua để mình coi coi nó có những cái con mới hay là những cái con gì hay ho không, rồi mình mua về mình review cho các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn cùng mình đi vô nha. Đi nha. Mình đã tới siêu thị rồi nè các bạn. Đó, đây là cái bãi giữ xe quen thuộc nè. Đó. Đó, bãi giữ xe. Giờ mình sẽ đi vô trong siêu thị. Thì trong siêu thị này nó có cái nhà sách Sahara gì đó. Thì trong đó có Rubik á, thì mình sẽ vô đó mình mua. Rồi, các bạn cùng mình đi vô trong siêu thị nha. Rất là nhiều mẫu mới luôn. Đó, để mình... Đó, các bạn thấy không? Nhiều mẫu mới lắm. Để mình coi lựa lựa mấy con nào là lạ mua. Để mình lựa nha. À, rất là nhiều mẫu mới luôn nè các bạn. Đó, mẫu mới về quá trời luôn. Đủ loại luôn nè các bạn. Đó. Đó, có luôn con kiếp nữa nè. Đó. Không, bên đây nhà sách này nó nhiều hơn bên siêu thị bên kia. Tại bữa mình đi trễ quá nên nó đóng cửa đó, không có vô mua được. Nè. Mình đã lựa được 4 con nè, đó. 4 con này mình thấy rất là chất lượng, ok luôn á. Thì giờ mình sẽ ra mình tính tiền và mình về mình review cho các bạn nha. Đó. Hết 263.000. Rồi.
Giờ mình về mình review cho các bạn nha. Đây, giờ đây là bịch đủ bích mình vừa mới mua ở nhà sách Pha Ha Sa nè. Đó các bạn thấy không? Đây, giờ bây giờ mình sẽ khui ra mình review từng con cho các bạn nha. Nhà sách Pha Ha Sa. Đầu tiên là em 3x3. Em này là 69k. Đó. Nè, 69k. Em này là của cái hãng gì ta? Mấy cái hãng này khó nhìn tên quá. Mấy hãng này là lạ quá, lần đầu mình mới thấy luôn. Nhưng mà nguyên do tại sao mình mua con 3x3 này á là nó vậy nè. Đó. Giấy này coi. À, giấy này bình thường à. Đó, rất là đẹp luôn nè các bạn thấy không? Con 3x3 này là nó làm theo kiểu hình bầu á. Nè các bạn thấy hình bầu không chứ không phải là hình vuông. Nhưng mà mình có test thử rồi á, mình có mở hộp ra mình coi lúc mà trong siêu thị á, mình có mở ra mình coi rồi á. Nó rất là mượt luôn. Đó, nó rất là mượt luôn, với lại nhìn nó rất là ngon luôn á, rất là cao cấp luôn á các bạn. Nói chung ra là cầm lên nó tạo cái cảm giác cho mình nó cái con này theo kiểu mà không phải là những con hàng chợ rẻ tiền luôn á. Phải gọi là trong những con mà Rubik hàng siêu thị, hàng chợ á thì tùy có, tùy những con, có con á thì rất là ngon, có con á thì nó rất là dở, từ chất liệu nhựa hay là cách chơi hay là gì vậy nè các bạn thấy không? Ốc nó là ốc bằng sắt đàng hoàng nè, thấy không? Chứ không phải là ốc bằng nhựa như những cái video trước mà mình mua mấy con mà hàng chợ. Đó. Cái cảm giác chơi nó khác hẳn cái con ở cái siêu thị mà đợt trước mình mua luôn á. Từ nội các bạn nhìn vô con ốc là biết rồi, cái con ốc á của cái con Rubik trước á là nó bằng nhựa luôn, không nó rất là khó chỉnh luôn, thậm chí mình lấy cái vít á mình chỉnh không được luôn con này nè. Tại vì á, nói chung như hàng chợ, hàng sách, hàng nhà sách hay hàng siêu thị như vậy á thì có con á thì rất là ngon, có con thì rất là dở, nó tùy luôn á, chứ không phải là con nào cũng dở hay là con nào cũng ngon. Đợt này á là mình thấy mình mua 4 con này là mình thấy con nào cũng ngon á, tại vì mình đã test thử rồi, mình mở hộp ra mình coi á thấy rất là ngon luôn á. Bây giờ mình mới chọn 4 con này nè, đó, để review cho các bạn luôn nè. Thứ nhất là cái mẫu nó bầu nè, các bạn thấy không? Bầu. Mà rất là đẹp luôn, ngon. Đây, đó. Rồi. Tiếp đến là em 3x3. Đây, đó. 3x3 mà nó thiết kế cái kiểu này nè, của QG đàng hoàng luôn nè các bạn thấy không? Nhà sách mà có QG đàng hoàng luôn. Ủa sao trong cái hộp nó lại không có ghi là hãng QG hay gì ta? Con này thì có 46k. Cái này nó bắt chước giống như là thằng Gan Honda Go vậy, nó làm ba màu vậy nè. Thì các bạn biết nguyên do là sao mà mình mua cái con này không? Thứ nhất á, nhất là nó là QG là hàng chất lượng rồi nè, đúng không? À, đó. Lại thứ hai á, mình lúc mà mình cầm lên quay á, mình cảm giác nó rất là mượt mà cái nhựa của nó đó, nhìn nó, cái nhựa của nó, cái màu của nó với lại cái nhựa nguyên khối nó làm theo kiểu mà nó chất lượng lắm kìa, nó không phải làm cẩu thả như những cái con mà đợt trước mình mua. Rồi thứ ba đó là các bạn thấy màu vậy nè, đó thì nếu mà sau này á, mình có lại á, mình mua thêm một hoặc hai hoặc ba con gì nữa đó là mình có thể mình mod thành body màu luôn nè các bạn xem. Ví dụ giờ mình mua thêm con nữa đi đó là mình lấy được cái màu xanh dưới đây, không rồi màu vàng, màu đỏ, hình như là phải mua ba con nữa, mình mua thêm hai con nữa chứ, hai con với lại con này nữa là ba, là coi như là mình được ba con body màu nè, một con body xanh, con body vàng với con body đỏ nè. Còn không biết nó đưa cái này ra để làm gì không? Cái này chắc để cho chắc ba màu này chắc cho các bạn nào mà mới tập chơi á,
chơi từ tầng á, tầng 1, tầng 2, tầng 3 nè, để học cái cách giải làm sao đó. Đúng không các bạn? Nó cố tình làm cho ba cái màu, nó làm chỗ này là chắc để cho dành cho mấy bạn nào mới tập chơi vậy đó. Rồi. Tiếp đến là em 2x2. Em này mình cũng có quay thử rồi, cái cảm giác nó rất là đã luôn á. Này nó có gì nè. Yujin gì nè. Tower Raider Tu Raider là 2. Leader lấy gì nữa đây. Này con này thì lại 5, con này thì 55k. Đó. Nó con này là mình thích là chỗ vậy nè các bạn biết không? Cái nhựa của nó nè, nhựa bóng nè, nhưng mà nó làm không có bị dại như là những con trước như này nè các bạn thấy không? Body nó làm nè. Đó các bạn quay nè. Đó, mình thấy dạng như khoái kiểu cọ nè các bạn thấy không? Đó, cái ấy bên trong này không, đây đỏ nè, đây vàng nè, đây đỏ, đây trắng nè. Không, quay quanh đây thì cam nè. Đó, cam trắng gì. Đó, nhìn nó hay hay sao á, với lại phần 3x3 rồi thì giờ mua con khác 2x2 thì gì để review cho các bạn luôn. Không. Nó quay nó không có bị khựng, không có bị gì luôn á, rất là đã luôn. Đó. Ừ, mà nhìn vô nó thấy đẹp không? À, rồi. Tiếp đến là con tam giác, con pyramid này. Mà các bạn vui lắm. Hồi nãy mình quên kể cho các bạn á, là lúc mà mình tính tiền á, có dạng như có cái khách nào á, người ta vô người ta mua quýt á, xong rồi người ta lấy cái con mirror lên á, người ta sáo người ta chơi á, cái người ta không biết giải á, cái cô mà tính tiền á, cô thấy mình mua rubik á, cái cổ nó nhờ mình giải giùm á, để mất công để người ta chân lên người ta còn bán lại, chứ không nó sáo lên tùm lum la luôn làm sao người ta bán. Mà khúc đó mình tiếc ghê, mình quên nữa, đáng lẽ cái lúc đó mình để cái máy quay á, rồi mình quay lại cái cảnh đó mình cho các bạn coi á, là khúc cũng vui lắm á. Không, cái này để mình rút kinh nghiệm, nếu mà đợt sau á mà mình có ghé lên mình mua đó, mà người ta có nhờ mình giải á, tại vì các bạn biết mà, dân những khách hàng người ta vô siêu thị hay vô nhà sách á, người ta coi á, người ta mở ra nè, người ta coi giống như mình là mình cũng mở ra mình coi mình lựa nè, thì cái người ta nghịch ngợm á, cái người ta sáo lên á, mà người ta không có biết giải á, cái người ta để đó rồi cái siêu thị hay nhà sách người ta đâu có bán được đâu, đúng không các bạn? Cái người ta để qua một bên, người ta lỗ sao, cái hên gặp mình giải giùm cho người ta đó. Thì chắc là sau nếu mà gặp cái trường hợp đó nữa đó, mình sẽ để cái máy quay mình quay cho các bạn coi vui lắm. Rồi mình vừa quay xong á, người ta cảm ơn quá trời luôn. Cái cô mà tính tiền á, cô cảm ơn mình quá trời luôn. Để đợt sau á, nếu mà có trường hợp đó mình sẽ quay cho các bạn coi. Còn con này nè, nó là cái carbon mà lạng như là không phải là carbon bình thường, mà các bạn thấy không, nó có cái đường hoa văn của nó nè. Mà cái cảm giác nó không có bị lỏng lẻo, cảm giác của nó nè. Nhìn y như là có 500 luôn vậy đó. Thì bữa bạn nào chỉ mình là như nó có cái viên bi á, để nó có cái khớp á, định ấy á, nghe cạch 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 luôn nè. Mà cái cảm giác của nó nhìn nó cứng cáp lắm, rồi nó không có bị ọt ẹt, mà cái tích cơ dáng của nó nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Nó tạo cảm giác nó không có phải là mà nó bị lỏng cái gì, bởi vì lúc mà mình có mở ra mình coi thử trong nhà sách đó, mình thấy cầm lên thôi cái cảm giác nó rất là đã luôn á. Để con tam giác nãy mình không nhiêu tiền mình quên cho các bạn coi rồi. Nó mờ quá. Nó con này nó không ghi, nó ghi không không luôn mà nó ghi giá tiền các bạn. Mà mình tổng cộng luôn á là mình mua 4 con này là 200 mấy chục ngàn á. 230 mấy ngàn á. Đó. Rồi. Đợt này là mình mua 4 con này nè. Đó. Thì đợt sau nếu mà có dịp á, mình sẽ ghé lại đó, mình mua tiếp những cái con khác nữa. Mà lỡ mà người ta có nhờ mình giải cái con gì á, mình sẽ giải giùm người ta. Sẵn cái dịp đó mình quay video cho các bạn coi luôn, vui lắm. Mà đợt bữa lúc mà mình ra mình tính tiền á, cái mình tắt điện thoại đi á, cái người ta nhờ mình giải cái mình quên luôn. để cái đó mình bật video lên cho các bạn coi là vui lắm luôn á. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ like, đăng ký và luôn luôn ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye, chào tạm biệt.